tên là Nguyễn Hợp Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách gấp một cái hộp quà nha. Thì những nguyên liệu các bạn cần là một tờ giấy hình chữ nhật, một dây ri băng và một chai keo. Các bạn có thể dùng keo sữa hoặc hồ để được nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Các bạn mở ra và lấy phần ngoài này gấp vào. Rồi, ở phần ngoài này chúng ta sẽ gấp vào bên trong, nhưng mà sẽ đè ở phần chảo này khoảng một ngón tay như thế này nhé. Rồi lấy phần bên ngoài gấp vào. Bây giờ mình sẽ dùng keo và dán vào phần ở đây. Mình sẽ dùng một tờ giấy. Bây giờ mình sẽ gấp lại đi. Bây giờ chúng ta sẽ gấp phần giấy này lên canh khoảng 3 ngón tay. Rồi gấp lên. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần giữa này ra. Và chúng ta sẽ để cái đầu này xuống nhé. Và tương tự, bên này chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Để nó xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gấp nó xuống qua cái phần giữa đây một ít nhé. Và phần trên này chúng ta cũng sẽ gấp lên cho hai bên nó bằng nhau. Thank you.
và dùng keo. Bây giờ chúng ta chỉ dán ở phía ngoài này thôi nhé. Chúng ta chỉ để một ít keo thôi nhé. Bên này cũng vậy. Và chúng ta sẽ đè nó xuống, gấp nó xuống lại nhé. Và phần dưới này chúng ta cũng xịt một ít keo. Thì khác như phần trên thì chúng ta cũng sẽ xịt ở phần dưới đây. Vậy gấp nó lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy phần ngoài này gấp vào bên trong cái góc này nhé. Và bên này cũng vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gỡ hai bên này ra và dùng tay mở phía bên trong này. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đè nó ra như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ gấp nó vào như thế này nhé. Gấp và để phần dưới lại. Có một
phần không khí bên trong nhé. Đây, như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ gấp cái đầu phần này xuống. Sao mình cứ tiếp tục ép lên như thế này. Rồi, đến phần này chúng ta sẽ giữ lại ở giữa và vẽ những cái này lên. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một sợi ri băng và cột nó. Sẽ để sợi ri băng đi giữa, cầm lên và đo. Tiếp theo chúng ta sẽ cột nó lại và chúng ta sẽ thắt cho nó thành một cái nơ nhé. Đó, vậy là xong nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.